các bạn tháo chip ra, sau đó các bạn muốn thay chip thì là gắn vào các bạn nha, rất là đơn giản. Khi nào đủ nhiệt độ mạnh rồi các bạn lấy luôn chip này nha, xem nó được không. Đó, ra thoải mái. Hôm nay mới ship được cái tấm nhiệt PTC 600W. Tiền mua là 80k và 20k tiền ship, tổng cộng là 100.000. Mình sẽ mở ra. Ở bên trong này có một cái nhíp gấp để gấp chip hoặc là linh kiện, 4 cái con ốc để làm giá đỡ, để tránh nhiệt nóng làm hỏng ở cái nền. Bây giờ mình sẽ bắt cái này vào là được hoặc các bạn ha. Các bạn cứ từ từ bắt vào ha. Bắt 4 con ốc vào các bạn nha. Và các bạn để ý mã của nó này, model H002. Nhiệt độ tối đa là 260 độ C cộng trừ 10%. Kích thước của nó là 12 1 x 70. Điện AC dưới 5A các bạn. Của nó là 600W các bạn nha. Mua là 15K. Mình là thiết kế một sợi dây điện 224AC có đèn báo ở đây, để biết được khi nào cắm điện vào là có điện các bạn nha. Và sau đó mình sẽ tiến hành nhà chip LED, nhà IC và các linh kiện khác trên các bo. Các bạn chỉ cần gắn vào đây và chờ nhiệt độ của tấm này tăng lên tầm 220 độ là nó có thể tháo được các loại chip khác nhau các bạn. Sau tầm 1 phút thì nhiệt độ đã tăng cao và mình có thể bóc chip LED ra một cách dễ dàng các bạn. Các bạn tháo chip ra, sau đó các bạn muốn thay chip thì là gắn vào các bạn nha, rất là đơn giản. Ở đây có cái trở các bạn cũng có thể tháo được ha. Bây giờ các bạn lại thay vào đúng âm dương của nó các bạn, rất là thoải mái các bạn ơi. Rất là nhanh, với nhiệt độ này các bạn làm bao nhiêu thanh cũng được. Khi thay là phải đúng. Rồi, vậy là hoàn thành cái này các bạn. Và cho nó ra ngoài ha. Hãy thử cái này xem. Cái này chưa đủ nóng các bạn. Các bạn đợi một lát nữa nha. Tiếp tục các bạn, chỉ thêm mấy giây nữa thôi là nó đã đủ nhiệt độ. Các bạn dùng cái này để giữ lại các bạn nha. Đây là trợ các bạn, trợ tù này. Lấy ra rất dễ các bạn ơi. Đó. Đây là trắng store này. Khi nào đủ nhiệt độ mạnh rồi các bạn lấy luôn chip này nha, xem nó được không. Đó, ra thoải mái. Và nếu các bạn muốn thay lại thì các bạn chỉ cần gắn một con chip khác đúng vị trí của nó và chỉnh tư thế chuẩn xác, sau đó ấn xuống. Rồi, mình sẽ thử con bên này xem sao. Được rồi các bạn. À, rất là thoải mái các bạn ơi, chỉ 100.000 thôi. Rồi, như vậy là test thay chip LED, thay linh kiện chip IC tù trợ đáng si to rồi các bạn nha.
Bây giờ một ứng dụng mới của tấm nhiệt PTC này đó là nấu nước sôi, chế trà, chế cà phê, chế sữa hoặc là làm cái việc gì đó yêu thích. Mình chỉ cần bỏ cái ca này lên và mình trợ mặt sau này để có cái tiết diện tiếp xúc lớn cho cái nồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào và các bạn sẽ thấy rằng nó rất là nhanh sôi các bạn ơi, cực kỳ nhanh sôi. Các bạn hãy đợi một lát nha. Trong khi chờ đợi nó sôi, mình muốn phân tích cho các bạn biết tại sao lại siêu tiết kiệm điện và thông minh. Tấm nhiệt PTC có khả năng là giảm điện trở khi đã đạt nhiệt độ 260 độ C. Có nghĩa là nồi trợ của nó tăng lên và dòng điện giảm xuống để không còn tăng công suất nữa và dẫn đến cháy. Đó là hệ thống an toàn và thông minh các bạn. Sôi rồi các bạn. Rất là nhanh sôi các bạn ơi. Còn siêu tiết điện bởi vì nó dùng chất bán dẫn để làm nóng biến điện thành nhiệt chứ không có dùng máy xo. Nó sẽ mất nhiều năng lượng vào việc tạo ra tia sáng hồng ngoại các bạn nhé. Sôi rồi các bạn, thật cực kỳ nhanh sôi. Các bạn có thể dùng tấm nhiệt này vào nhiều mục đích khác chứ không phải chỉ đồ nấu nước, pha trà, cà phê và chế sữa đâu các bạn nha, mà các bạn có thể dùng để làm máy sấy tóc, bình ẩm nước sôi, siêu tóc, có thể làm lò sưởi và nhiều công dụng khác nữa các bạn ơi, rất là rẻ tiền luôn, chỉ có 80k mà có thể làm được nhiều việc khác nhau. Rất tuyệt vời và khuyên các bạn nên dùng nó vào cho gia đình của các bạn nha và tự nghĩ ra chế ra các cái thiết bị thật là thông minh các bạn. Sôi rồi các bạn ơi, rất là nhanh sôi. Với thiết kế như thế các bạn có thể tự nghĩ ra và tự lắp ráp một cái sản phẩm của mình các bạn nha. Bây giờ mình tổng kết lại là linh kiện điện tử, bảng điện tử này các bạn đặt lên là có thể lấy được linh kiện thay thế chip led các loại, các bạn có thể nhổ ra một cách rất là nhanh chóng, rất là tiết kiệm và không có tốn tiền nhiều cho các máy móc. Thường người ta thay chip này phải dùng những cái máy tốn rất là nhiều tiền các bạn, gọi là máy nhổ với gá đó. Bây giờ ở đây chỉ tốn có 80k thôi các bạn nha. Thật là tuyệt vời. Thôi chúc các bạn làm thành công nha.